Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự của kênh Việt Nam Hùng Cường. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Nhiều dư địa cho hàng nội thất Việt Nam tại thị trường Pháp Trung Quốc duy trì vị trí thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam đứng đầu khảo sát về tỷ lệ người sở hữu tiền mã hóa. Đồng tiền Việt Nam ngày càng có giá. Đóng điện đường dây 500 kV cho dự án điện gió lớn nhất Việt Nam tổng vốn đầu tư 16.500 tỷ đồng. Ấn Độ khó trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ đô vào năm 2024-2025. Và sau đây là nội dung chi tiết. Nhiều dư địa cho hàng nội thất Việt Nam tại thị trường Pháp. Thưa quý vị, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dẫn số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế ICT cho biết tháng 6 năm 2021, Pháp nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 386,3 triệu đô, tăng 31,2% so với tháng 6 năm 2020. Tình trung trong 6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Pháp đạt 2,4 đô la Mỹ, tăng 59,9% so với cùng kỳ năm 2020. Pháp tăng mạnh nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường trong nửa đầu năm 2021, trong đó nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Ý, Trung Quốc và Đức. Trị giá nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm 49,8% tổng trị giá nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồ nội thất phòng khách và phòng ăn, mã HS 940360, ghế khung gỗ, mã HS 940161 cộng 940169 là hai mặt hàng chính trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ Pháp nhập khẩu. Trong đó, nhập khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 930,6 triệu đô, tăng 65,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc là thị trường cung cấp đồ nội thất phòng khách và phòng ăn lớn nhất cho Pháp. Trong nửa đầu năm 2021, với giá trị chiếm 16,7%, tiếp theo là Ý chiếm 15,6% và Ba Lan chiếm 10,1%. Pháp nhập khẩu ghế khung gỗ trong nửa đầu năm 2021 đạt 730 triệu đô, tăng 63,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng này chiếm 30,8% tổng lượng nhập khẩu. Việt Nam là thị trường cung cấp ghế khung gỗ lớn thứ 5 cho Pháp trị giá nhập khẩu ghế khung gỗ của Pháp từ Việt Nam chỉ chiếm 6,7% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này. Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 6 cho Pháp, nhưng tỷ trọng chỉ chiếm 4,5% tổng trị giá nhập khẩu, vẫn còn thấp so với nhu cầu nhập khẩu của thị trường này. Do đó, cơ hội mở rộng thị phần tại Pháp là rất lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam. Trung Quốc duy trì vị trí thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, Trung Quốc chiếm tỷ trọng sấp xỉ 34% kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc trong tháng 7 là máy móc thiết bị với kim ngạch đạt gần 2,5 tỷ đô. Tính chung, trong 7 tháng đầu năm, cả nước chi 62,868 tỷ đô nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, tương đương khoảng 1,44 triệu tỷ đồng. Quốc gia này tiếp tục duy trì vị trí là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, so với cùng kỳ 2020, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc tăng thêm tới gần 21 tỷ đô, tốc độ tăng trưởng xấp xỉ 50%. 7 tháng đầu năm, có tới 12 nhóm hàng nhập khẩu từ thị trường này đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô trở lên, trong đó có hai nhóm đạt trên 5 tỷ đô. Ở chiều xuất khẩu, đến hết tháng 7 năm 2021, đạt kim ngạch 28,55 tỷ đô. Việt Nam có 8 nhóm hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô trở lên. Như vậy, hết tháng 7 năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và Trung Quốc đạt hơn 91 tỷ đô, trong đó Việt Nam nhập siêu hơn 34 tỷ đô. Việt Nam đứng đầu khảo sát vì tỷ lệ người sở hữu tiền mã hóa. Vừa qua, website so sánh sản phẩm tài chính fider.com đã công bố báo cáo khảo sát về các nước có tỷ lệ sử dụng và sở hữu tiền mã hóa lớn nhất. Theo đó, Việt Nam hiện là nước đứng đầu về tỷ lệ sở hữu tiền mã hóa lớn nhất và cáo khảo sát 42.000 người trên 27 quốc gia. Ngoài Việt Nam, những nền kinh tế mới nổi khác như Ấn Độ và Indonesia cũng đang dẫn đầu xu hướng sử dụng tiền mã hóa. Fider cho hay tỷ lệ sở hữu tiền mã hóa trong số những người được khảo sát tại Việt Nam là 41%, trong đó số lượng người đã mua Bitcoin là 20%. Ngoài trừ Ấn Độ, bốn cái tên dẫn đầu cuộc khảo sát là các quốc gia khu vực Đông Nam Á, bao gồm Indonesia 30%, Ấn Độ 30%, Malaysia 29%, Philippines 28%. Những quốc gia còn lại phần lớn nằm ở châu Mỹ, châu Âu và Đông Á. Hai quốc gia có tỷ lệ sử dụng tiền mã hóa thấp nhất bảng khảo sát là Anh và Mỹ với tỷ lệ lần lượt 8% và 9%. Trước đó, dữ liệu hồi tháng 6 của The Telegraph cho thấy Việt Nam đứng thứ 13 trên thế giới về tỷ lệ đầu tư Bitcoin trong năm 2020. Đáng chú ý, nền kinh tế của Việt Nam hiện xếp thứ 53 nếu xét trên tổng sản phẩm quốc nội. Báo cáo nhận định về thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam, phương thức chuyển tiền có vai trò quan trọng, tác động đến thực trạng sử dụng tiền mã hóa của Việt Nam hiện nay. Đồng tiền Việt Nam ngày càng có giá. Theo Tổng cục Hải quan, suốt từ đầu năm 2021 đến nay, giá trị tiền đồng khá ổn định và có xu hướng tăng giá. Nếu vào ngày 18 tháng 1, 1 đô được đổi 22.980 đồng, thì đến hôm nay giá trị tiền đồng đã tăng lên 22.840 đồng đổi được 1 đô. Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm, trong tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2021, tỷ giá lúc đó là 23.000 Việt Nam đồng trên 1 đô. Thời điểm này, Việt Nam đang nằm trong danh sách thao túng tiền tệ của Mỹ. Nhưng sau đó các bên đã có thỏa thuận chung xung quanh câu chuyện này. Việt Nam đã được giải tỏa sức ép bị Mỹ đánh thuế hàng hóa nên đã xóa bỏ nỗi lo của các nhà đầu tư và sẽ giúp cho đồng Việt Nam tăng giá bền vững. Ông Michael Kukalari, kinh tế trưởng Vina Capital cho biết, thỏa thuận chung của Mỹ và Việt Nam có hai vấn đề chính dẫn đến tiền đồng tăng giá gần đây. Đó là Mỹ sẽ không áp đặt các mức thuế cứng nhắc đối với Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ cho phép giá trị của đồng tiền Việt Nam tăng phù hợp với nền tảng kinh tế vững mạnh của Việt Nam. Việc giá trị của đồng Việt Nam tăng đều 2 đến 3% một năm hiện là điều gần như chắc chắn vì lương vốn tiếp tục chảy vào trong nước và do ngân hàng nhà nước sẽ không còn tiếp tục các biện pháp can thiệp không trung hòa làm giảm giá trị của đồng tiền trong những năm gần đây. Ông Michael Kukalari nói. Hải Phòng phát triển kinh tế ổn định trong dịch Phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Hải Phòng đang có những điều kiện tốt trong bối cảnh dịch bệnh chung và tận dụng những điều kiện này để phát triển kinh tế. Cùng với đó, với vị trí là cửa ngõ giao thương lớn nhất miền Bắc, Hải Phòng vẫn luôn đề cao cảnh giác, phòng chống nghiêm ngặt, không để dịch bệnh xâm nhập vào những chuỗi sản xuất chủ đạo. Trong 7 tháng đầu năm nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp của Hải Phòng đã thu hút được gần 1,4 tỷ đô vốn đầu tư, bằng 56% kế hoạch năm. Có được kết quả rất đáng khích lệ này là bởi thành phố xác định đúng hướng, đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả để ổn định sản xuất, kinh doanh và kiên định mục tiêu tăng trưởng. Hải Phòng đã tăng cường phòng vệ nghiêm ngặt với hàng loạt các đợt xét nghiệm, ưu tiên tiêm vaccine diện rộng cho công nhân, chuyên gia, lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp, với tinh thần bảo vệ vững chắc khu công nghiệp đến tận chân hàng rào. Trong khi đó, hệ thống cảng biển vẫn liên tục duy trì hoạt động hiệu quả với khối lượng container hàng xuất nhập khẩu tăng tới 20% so với cùng kỳ năm 2020, tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ chống dịch cũng là để phát triển kinh tế ổn định. Hải Phòng luôn chủ động các tình huống, kích hoạt giải pháp chống dịch ở mức cao hơn. Đến nay, Hải Phòng vẫn là thành phố duy nhất trong số các thành phố trực thuộc trung ương không phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tuy nhiên, nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế vẫn là những thách thức song trùng. Đóng điện đường dây 500 kV cho dự án điện gió lớn nhất Việt Nam, tổng vốn đầu tư 16.500 tỷ đồng. Dự án nhà máy điện gió Ea Nam 400 MW đã đóng điện thành công đường dây 500 kV với hai máy biến áp, mỗi máy có công suất 225 MVA. Nhà máy điện gió Ea Nam do công ty cổ phần điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1, Trung Nam Đắk Lắk 1 Wind Power, thành viên của Trung Nam Group làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 400 MW quy mô 84 trụ gió, kết hợp hệ thống 1,2 km đường dây 500 kV, cùng hệ thống mạng điện và giao thông công cộng phục vụ dự án và dân cư địa phương, với tổng số vốn đầu tư 16.500 tỷ đồng. Dự án khi được kết hợp trạm biến áp và đường dây 450 MvA trên 500 kV, ngoài việc đấu nối, chuyển tiếp lên đường dây 500 kV Pleiku-Zilin sau khi hoàn thành, sẽ là dự án nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam hiện nay. Dự kiến khi hoàn thành, hàng năm điện gió Ea Nam sẽ bổ sung khoảng 1.173,6 gigawatt giờ vào nguồn điện quốc gia. Phía Trung Nam Group cũng cho biết, ước tính trong thời gian thực hiện dự án, nhà đầu tư sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên 3.000 tỷ vào nguồn thu ngân sách của địa phương và dự kiến nộp thuế giá trị gia tăng khoảng 250 tỷ đồng một năm. Ấn Độ khó trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ đô vào năm 2024-2025. Ấn Độ sẽ khó có thể trở thành nền kinh tế trị giá 5.000 tỷ đô vào năm 2024-2025 vì sự suy giảm kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Thay vào đó, quy mô của nền kinh tế này sẽ nhỏ hơn đáng kể trong những năm tới so với quy mô của hồi năm 2019. Giáo sư Vamsi Vakulab Haranam thuộc trường đại học Massachusetts Amherst, Mỹ đưa ra nhận định trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn PTI đăng ngày 15 tháng 8. Theo ông Vakulap Haranam, mặc dù đại dịch COVID-19 là yếu tố quan trọng nhất gây ra sự suy giảm tăng trưởng kinh tế Ấn Độ vào thời điểm hiện nay, nhưng điều đáng chú ý là sự rụt giảm của nền kinh tế nước này đang trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so với các nước đang phát triển khác và nền kinh tế toàn cầu nói chung. Ông Vakulap Haranam, đồng giám đốc chương trình kinh tế chính trị châu Á tại Đại học Massachusetts Amherst Mỹ nói, tính đến thời điểm hiện tại, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Ấn Độ chưa đến 3.000 tỷ đô. Để đưa con số này tăng lên 5.000 tỷ đô trong 4 năm, nền kinh tế Nam Á phải đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 13% một năm. Tuy nhiên, ngay cả trong những kịch bản tốt nhất, điều này cũng rất khó xảy ra. Năm 2019, Thủ tướng Narendra Modi đề ra tầm nhìn đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ đô và một cường quốc toàn cầu vào năm 2024-2025. Theo ông Vakulap Rahanam, cho dù mọi thứ diễn ra theo dự báo của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, RBI và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, quy mô kinh tế Ấn Độ sẽ vẫn nhỏ hơn trong một khoảng thời gian đáng kể so với hồi năm 2019. IMF và RBI gần đây đã hạ mức dự báo về tốc độ tăng trưởng của kinh tế Ấn Độ. Theo Văn phòng Thống kê Trung ương Ấn Độ, CSO, GDP của nước này đã giảm 7,3% trong năm 2021 và theo kỳ vọng của RBI, GDP sẽ tăng 9,5% trong năm nay.